Đây, xuống ra vườn là có đồng đó. Có rau ha. Đây, bác nấu canh nha các bạn. Rau này mà vừa trải đây là mình bán các bạn nguyên một đám luôn. Đó, ở quê là giờ dễ sống lắm. Ra vườn ra đồng là có rau liền. Đó, này nấu canh canh gì? Canh bắp. Trong hai lá hai đọt thôi mà cha, lá mới ngon á. Ở quê mình là có rau, rau này cũng bán, người ta thấy cũng bán cũng nhiều lắm á. Tờ canh bắp, canh tép, canh thịt lấy vậy. Nguyên một vườn không à. Mấy lá này mà ăn được thì bà không hái, giờ mà hái đọt không à. Lá này nó non mà chứ. Tại lá chứ. Hai lá làm biếng.